Huỳnh Quốc Cường, chàng tiền đạo hào hoa của bóng đá Đồng Tháp, gã sát thủ mang bộ mặt thư sinh của bóng đá thế hệ vàng Việt Nam, giờ làm nghề vận tải. Nhưng đó không phải sự lựa chọn bất đắc dĩ của Huỳnh Quốc Cường, mà số phận buộc anh gắn chặt với cái nghề ấy. Vậy nên, Cường không phải danh thủ đi lái xe, mà chẳng qua là người vận chuyển mê bóng đá đến với môn thể thao vua một chút rồi đi, cho người ta luyến nhớ. Có thể nói là Huỳnh Quốc Cường là một dạng cầu thủ là đá thiên về đầu óc. Em chơi hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là thông minh nhưng mà hiệu quả rất là cao. Kể cả khi mà chơi cho đội tuyển quốc gia thì Huỳnh Quốc Cường chơi cũng hết sức là ăn ý với Huỳnh Đức hoặc là Trần Minh Chiến hoặc là Trịnh Tấn Thành, bởi vì cái lối chơi hết sức là thông minh và đầy tư duy của em. Cái phong cách của Cường là chuyên môn người ta đã có, phong cách anh thi đấu một mẫu tiền đạo rất là tài tử, rất là hào hoa lả lướt. Nếu ví cuộc đời, sự nghiệp của Huỳnh Quốc Cường như một cuốn sách, thì chàng nào cũng đẹp, cũng toát lên cái chất thông minh, hào hoa, tài tử, như những lời ngợi ca mà người cũ dành cho anh. Nhưng trang đầu tiên trong cuốn ấy là gì? Với Cường, cái thời đầu bén duyên bóng đá là một hoài niệm không bao giờ quên. Ngày xưa còn đi học, thường thường chơi với các bạn ở sớm, năm lúc 13-14 tuổi thì Cường chơi với các ai sớm thì với ở trường. Cường cũng đam mê từ bé đó. Sa Đéc, Đồng Tháp là quê hương của Huỳnh Quốc Cường. Do mê bóng đá, gia đình cũng không ủng hộ, nên cũng giống đa số chúng bạn nghèo, Quốc Cường chẳng biết đến đôi giày bóng đá là gì. Mỗi buổi chiều, Cường cùng bạn xóm chân đất thỏa đam mê với trái bóng trên sân ruộng. Hay mỗi buổi tan trường, lại vẫn nguyên những bộ đồ học sinh và chân đất. Chàng trai sinh năm 1972 ở Sa Đéc lại biến sân trường thành sân bóng. Thập niên 1980, phong trào bóng đá Đồng Tháp phát triển rất mạnh. Và rồi ở Sa Đéc nổi lên một cậu học sinh chân đất mang tên Huỳnh Quốc Cường. Anh được Đồng Tháp thu nạp. Cường thì điểm mạnh, Cường thì thấy Cường có cái năng khiếu, có cái về kỹ thuật, dạng kỹ thuật đánh đầu, quan sát chứ. Ở đội 1 Đồng Tháp, với lối chơi tốc độ khéo léo nhưng hiệu quả, Huỳnh Quốc Cường cùng Trịnh Tấn Thành tạo thành cặp bài trùng sát thủ, góp công lớn giúp Đồng Tháp vô địch quốc gia năm 1996. Ở cái giai đoạn mà hoàng kim của bóng đá Đồng Tháp, từ năm 1989 cho đến năm 1996 và những năm 2000, thì có thể nói là chính nhờ cái cặp tiền đạo mà Huỳnh Quốc Cường và Trịnh Tấn Thành mà gọi là cái hiệu quả trong cái tấn công của đội tuyển bóng đá Đồng Tháp ngày xưa nó rất là cao và đóng góp rất là nhiều vào cái thành tích đội tuyển bóng đá Đồng Tháp vô địch quốc gia năm 1996. Nhưng Huỳnh Quốc Cường không chỉ là biểu tượng thời vàng son của bóng đá Đồng Tháp, chân sút quê Sa Đéc còn là chàng tiền đạo được người hâm mộ cả nước nhớ đến trong lứa thế hệ vàng đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Năm 1995, tức thời điểm chưa đăng quang cùng Đồng Tháp, song nhờ phong cách chơi bóng hào hoa, mềm mại, đậm chất nghệ sĩ nhưng tràn đầy khát khao và năng lượng, Quốc Cường được huấn luyện viên Vây Găng gọi vào đội tuyển quốc gia tham chiến ở SEA Games. Và không ai khác, chính lãng tử Sa Đéc là người nổ phát súng đầu tiên ở kỳ đại hội không thể nào quên tại Trường Mai, giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 trong trận ra quân. Trong cái thời điểm đó thì rõ ràng là Huỳnh Quốc Cường luôn luôn là một trong những ưu tiên để được chọn chơi cặp với Trần Minh Chiến hoặc là Lê Huỳnh Đức, bởi vì khả năng chơi lùi và hỗ trợ tấn công của Huỳnh Quốc Cường rất là tốt. Trong khi đó Huỳnh Đức hoặc là Trần Minh Chiến chơi nhô cao thì rõ ràng với một cái sự kết nối như thế, một người chơi lùi về để tổ chức tấn công và một người chơi cắm làm nhiệm vụ kết thúc, thì rõ ràng ở cái thời điểm đó thì đội tuyển bóng đá Việt Nam gọi là cái thế hệ vàng á, thì hồi dưới thời huấn luyện viên Quê Găng với Alfred Riddle á, là cũng đã đạt được những cái huy chương bạc cho bóng đá Việt Nam ở các kỳ SEA Games. Không chơi thô bạo, không dựa nhiều vào thể lực, Huỳnh Quốc Cường thuộc tiếp cầu thủ khéo léo, tinh quái, nhạy bén và có chút nghệ sĩ. Những tố chất ấy của Cường dường như hội tụ, kết tình cả ở cái khoảnh khắc làm tung lưới Indonesia tại Tiger Cup 1996. Một bàn thắng làm người hâm mộ nhớ mãi và dĩ nhiên nó cũng là một kỷ niệm mà anh không bao giờ quên. Cường nhớ nhất thì ở cúp Tiger năm 96, từ tình huống của anh Hồng Sơn bên
cánh trái ảnh qua một hậu vệ của Indo rồi ảnh truyền vô cho Cường. Anh quan sát rất tốt, anh truyền cho Cường, Cường cắt mặt qua hai hậu vệ và thủ môn Cường mới đánh gót bàn thắng đó. Cường rất nhớ là đến bây giờ những người hâm mộ thường nhắc cái Cường là nhắc tới bàn thắng đó. Cường cũng hãnh diện như vậy vì điều đó. Một pha đánh gót tinh tế tạo nên bàn thắng đẹp nhất giải đấu tại Cơ Cắp 1996. Với những người làm công tác chuyên môn, có thể có yếu tố may mắn trong tuyệt phẩm đó, nhưng trên tất cả nó là phẩm chất của chàng tài tử Đồng Tháp. Cái di chuyển chiếm vị trí cho đến mình quyết định mình dùng cái kỹ năng đánh gót để ghi bàn thì rõ ràng đó là một cái sự tổng hợp của một cái khả năng cảm nhận và tư duy hết sức là tốt của Huỳnh Quốc Cường. Nhưng quả đánh gót đầy đời của anh ta thì cho đến bây giờ nó phải nói là phải nói là công nhận cái đó là bản lĩnh chuyên môn của anh ta, chứ không phải là xăm hay là hên hay là đá mai rủi vậy chứ. Cái đó là anh thể hiện cái bản năng của anh. Cứ lật dở từng trang, nhưng trong cuốn sách về cuộc đời Huỳnh Quốc Cường đâu chỉ có màu hồng. Nó còn có những trang đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng nhất của cuộc đời mỗi cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là chấn thương. Năm 1997, đúng vào thời điểm đẹp nhất của đời cầu thủ, thì Huỳnh Quốc Cường dính chấn thương nặng. Tài hoa nhưng bạc nghiệp, và cũng giống như người đồng đội Trần Minh Chiến, Quốc Cường phải nói lời tạ từ với bóng đá. Cường không may mắn vì không được cống hiến được nhiều vì chấn thương. Chấn thương Cường cứ dây dẫn thì Cường không may mắn cống hiến được bóng đá được nhiều. Ở độ tuổi sung mãn và chín nhất của đời cầu thủ, ở thời điểm khát vọng cũng tràn đầy nhất để hướng tới tương lai còn rất dài ở phía trước, thì việc phải treo giải sớm là một bi kịch. Nhưng không chỉ Cường, tiếc nuối cũng là tâm trạng của người Đồng Tháp cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chúng tôi cũng rất là tiếc khi là em bị chấn thương trong một cái điều kiện mà lúc đó chúng ta còn gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề chẩn đoán và điều trị cho chấn thương của em. Là cái sự nghiệp thi đấu của Quốc Cường kết thúc sớm thì điều này đúng là hết sức là đáng tiếc cho bản thân Quốc Cường cũng giống như cho bóng đá Việt Nam. Đang độ chín mùi của anh Cường thì anh bị chấn thương treo dài sớm quá. Nói chung ra thì thời điểm đó thì Đồng Tháp cũng rất là hụt hẫng. Kiếm một mẫu tiền đạo như Quốc Cường đó là đâu phải là dễ đâu. Một quá trình đào tạo không phải là lâu dài lắm. Thì rất tiếc là Quốc Cường treo dài sớm quá. Năm 2002, sau gần 5 năm rời xa sân cỏ, Huỳnh Quốc Cường bất ngờ trở lại Đồng Tháp. Thời điểm ấy thì Cường đã không còn thể lực sung mãn nhất. Bản năng sát thủ cũng vơi đi phần nhiều. Tương tự, Đồng Tháp cũng chẳng còn là thế lực nữa. Thay vào đó là một đội bóng khó khăn trăm bề với cuộc chiến trụ hạng. 2 năm sau thì Cường chính thức treo giày, chuyển sang làm huấn luyện ở Cao Lãnh nhưng cũng bất thành. Lúc ấy thì chàng tài tử Sadek mới hiểu, cái gì cũng có thời của nó, cũng giống như những bông hoa sen ở xứ Đồng Tháp 10, có nở, ắt có tàn. Điều quan trọng là đóa sen ấy đã một lần nở dưới chói chang mặt trời, đó là duyên. Khi mà chia tay với bóng đá, Cường rất tiếc vì cái đam mê của mình vẫn còn, rất tiếc vì không cống hiến cho bóng đá Đồng Tháp được nhiều. Khi mà chia tay với bóng đá thì Cường có làm đào tạo trẻ của tỉnh nhà mình cũng được mấy năm. Sau rồi có làm trợ lý cho Đồng Tháp. Tuy nhiên là mình cũng cái nghiệp mình không có duyên với nghề huấn luyện viên à. Ngày qua ngày, Sadek vẫn không ngừng chuyển mình, phát triển và lớn mạnh. Nằm ở vị trí địa lý đắc lợi, thành phố có mạng lưới giao thông thủy bộ rất phát triển. Với những con sông Sadek, sông Tiền, Mương Khai, cùng những trục giao lộ quan trọng nối liền thành phố với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh, nên thành phố hoa của đồng bằng sông Cửu Long chính là đầu mối dịch vụ hàng hóa hàng đầu của Đồng Tháp. Và trong cái dòng chảy ngược xuôi ấy, người ta nhận ra những đầu xe doanh nghiệp vận tải Huỳnh Quốc Cường do số 9 một thời của Đồng Tháp làm chủ sở hữu. Nhiều người nghĩ Quốc Cường hết duyên với bóng đá nên làm nghề vận tải, nhưng thực ra đó là nghề gia truyền của dòng họ Huỳnh ở Sadek từ thời ông nội. Và từ thời chưa xuất hẳn nhiều bóng đá, Huỳnh Quốc Cường đã có những đầu xe chạy khắp các miền Đông và Tây Nam Bộ. Anh em gia đình làm cái nghề này cũng mấy chục năm rồi. Cường cái tiếp nối cái nghề này của ba xưa. Việc hàng ngày thì Cường thường qua điện thoại, nói điện thoại như là nhận hàng cho xe nó đi. Thì nói chung thì xe thì nó cũng đơn giản hơn bóng đá của mình. Đơn giản cũng như là mình chỉ qua điện thoại thôi, thời gian nó cũng rảnh rỗi. Huỳnh Quốc Cường trọng bóng đá, nó là đam mê của anh.
nó cho anh những phút giây thăng hoa. Tuy nhiên, giống như sự sắp đặt của số phận, cái nghề vận tải chọn anh. Quốc Cường vẫn nhớ thành phố Hồ Chí Minh những ngày đầu tháng 12 năm 1995, khi anh đang tập trung cùng đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 1995 thì nhận tin cha mất. Anh nén đau thi đấu vì cha, người cha yêu bóng đá nhưng vì sự ổn định vẫn muốn con trai theo nghiệp mình. Có lẽ từ thời điểm ấy, Quốc Cường đã bắt đầu nghĩ tới đâu là nghiệp chính của anh. Cái nghề vận tải này thì cũng như là cái nghề truyền thống của gia đình, cũng như là cái nghề chính của Cường. Bóng đá thì cái niềm đam mê của Cường đã cho Cường cũng rất là nhiều, như là khán giả, người hâm mộ rồi cũng rất là quan tâm, Cường rất là đam mê gì đó. Như cái nghề kinh doanh nói chung là nghề chính của Cường. Bản chất con người chỉ có một, nhưng ở mỗi nghề lại đòi hỏi con người ta cách hành động và ứng xử khác nhau. Trên sân cỏ là một Huỳnh Quốc Cường tốc độ, khéo léo, chấp nhận mạo hiểm đến chấn thương bỏ nghề vì bàn thắng và chiến thắng. Thì ngược lại, người vận chuyển Huỳnh Quốc Cường lại chọn an toàn thay cho tốc độ và lợi nhuận. Riêng với Cường thì Cường nhắc nhở mấy tài xế của mình, mình chỉ là không cái chạy thì đúng lực của giao thông, cũng như là chạy đúng tải. Khác với thời còn cháy hết mình với chơi bóng, công việc kinh doanh vận tải mang lại sự ổn định trong thu nhập. Nhưng quan trọng hơn, nó cho Huỳnh Quốc Cường nhiều thời gian hơn để dành cho gia đình với vợ và cô con gái nhỏ. Quốc Cường hài lòng với cuộc sống và công việc hiện tại. Còn bóng đá, vào những dịp cuối tuần, anh vẫn xỏ giày vào sân thi đấu với bạn bè hoặc cùng đồng đội xưa tham dự các trận đấu từ thiện. Xem ra, Quốc Cường vẫn nhớ bóng đá. Và liệu khi có cơ hội, anh có trở lại với bóng đá một lần nữa? Cái máu bóng đá rồi. Làm việc về cái môi trường bóng đá là mình có thời gian thì mình sẵn sàng phục vụ cho tỉnh nhà, hoặc là chỗ nào có bóng đá thì lúc nào cũng sẵn sàng. Lúc nào cũng sẵn sàng nếu có cơ hội trở lại bóng đá như một nghề tay trái. Tình yêu, nhiệt huyết của Huỳnh Quốc Cường với bóng đá xem ra vẫn còn nguyên vẹn như cái thuở ban đầu, còn đá trên đất trên các sân ruộng Sa Đéc thập niên 1980. Thế mới nói, Huỳnh Quốc Cường không phải cựu danh thủ hết thời đi ôm vô lăng, mà là người vận chuyển tài hoa mê trống tròn. Đến với bóng đá, thoảng qua nhanh như khoảnh khắc của một cú đánh gót, rồi đi cho người ta phải nhớ.